dụng của phép thọ quán đối với phiền não. Khi hành giả sống quán chiếu các thọ của thân tâm qua khí cạnh tam tướng trong một thời gian dài, thì điều tự nhiên sẽ thấy ngay hai khí cạnh đặc biệt của cảm thọ là thọ nào cũng do duyên tạo và có rồi thì phải bị mất. Từ đây, niềm đam mê đối với các thọ không còn chỗ dựa nữa. Ái tiềm tàng là khuynh hướng tâm lý ham thích trần cảnh cũng dần dần bị bào mòn. Ta cũng nên biết thêm rằng ham thích và bất mãn là một cặp phiền não nuôi dưỡng lẫn nhau. Có thích mới có ghét. Khi ái tiềm tàng bị bào mòn thì sân tiềm tàng cũng bị bào mòn. Khi hai thứ phiền não tiềm tàng này bị bào mòn thì cũng có nghĩa là vô minh tiềm tàng cũng bị bào mòn. Các thọ trong nhận thức của hành giả lúc này không có gì khác nhau, bởi cái nào cũng chỉ là thứ đang sanh lên và vừa diệt mất. Như một người đang ngồi trên chiếc xe chạy nhanh, thì bất cứ cây lá nào đang lướt nhanh qua mắt họ cũng cơ hồ giống nhau. Vì cũng đều là những vệt mờ thoáng qua, đương sự không hề có lòng nắm níu bất cứ một cành lá đặc biệt nào. Khi có lòng nắm níu thì mới có sự thương thích, hay ghét sợ khi xem chúng chỉ là cảnh tam tướng thì tình trạng ghét sợ hay thương thích không còn nữa sau đây là ba điều quan trọng hành giả nên nhớ một khi quán tam tướng trên các thọ hỷ lạc thì hành giả sẽ không còn thương thích với người không tu tập thì hỷ lạc ở đâu thường tham ái cũng xuất hiện ở đó hai với người không tu tập thì khổ ưu ở đâu, sân tâm cũng sẽ có mặt. Với hành giả có tu tập, thì khổ ưu không phải là điều kiện cho sân tâm có mặt. 3. Với người không có tu tập, khi sống trong xã thọ, thì hầu hết là bằng tâm tham xã thọ hay tâm si. Với hành giả thì không phải vậy, bởi thọ nào cũng là cảnh tam tướng để niệm và tuệ có mặt trong nhận thức của hành giả tu tập pháp môn thọ quán toàn bộ thân tâm chỉ là sáu xúc và sáu thọ mỗi căn khi tiếp xúc với trần cảnh đã là một thứ xúc và xúc ở đâu thì thọ cũng ở đó như vậy ta hoàn toàn chính xác khi hiểu rằng thân tâm này chỉ là thế giới của cảm thọ còn có mặt trên đời thì không ai có thể sống tách rời các cảm thọ và trách nhiệm của hành giả quán thọ chỉ là sống quan sát sự đến và đi của các thọ giáo lý duyên khởi đã dạy cho ta biết rằng toàn bộ đời sống của mỗi chúng sanh chỉ là sự hiện hữu của sáu căn khi sáu căn làm việc thì cùng lúc sáu xúc và sáu thọ cũng có mặt như vậy khi quan sát các thọ cũng có nghĩa là ta đang quan sát toàn bộ đời sống của mình chỉ khi nào sáu căn không còn nữa thì sáu xúc mới biến mất điểm tựa của sáu căn chính là danh sắc danh sắc chỉ biến mất khi điểm tựa của nó là thức không còn nữa thức sẽ không còn nữa khi ba hành không tồn tại và ba hành sẽ chấm dứt khi vô minh được chấm dứt và làm thế nào để chấm dứt vô minh như trên đã nói khi hành giả quán chiếu Thấy được bản chất tam tướng của danh sách Mà ở đây là các thọ Thì tham tiềm tàng Sân tiềm tàng Và phô minh tiềm tàng Sẽ được bào mòn rồi chấm dứt Tiến trình này có thể hiểu được Qua hình ảnh một ngọn đèn dầu Phiền não giống như dầu Sáu căn và sáu xúc giống như tim đèn Ngọn lửa giống như các thọ Các món này phải dựa vào nhau để làm việc Chỉ cần thiếu một trong số đó thì ngọn đèn không còn là ngọn đèn nữa cứu cánh nhiếp bàn trong trường hợp này không phải ở đâu xa mà nằm ngay trong chính nhận thức của quý vị quý vị có tu tập tại đây hay vượt ngàn dặm để đến một nơi nào khác thì sự giải thoát cũng chỉ có thể tìm thấy ngay trong chính nhận thức của mình trong tương ưng bộ kinh đức phật dạy rằng chúng ta không thể và cũng không cần chinh phục tất cả vũ trụ bằng đôi chân của mình. Nhưng ta không thể hoàn toàn mù tịch về bản chất vũ trụ mà có thể chấm dứt đau khổ. Trong chú giải nó rõ đoạn kinh này như sau. Tất cả thế giới đều là khổ đế. Tất cả niềm đam mê của chúng sinh đều là tập đế. Sự vắng mặt của khổ và tập chính là diệt đế bát chánh đạo chính là con đường dẫn đến diệt đế tứ đế chính là bản chất của tất cả vũ trụ ta có thể ngồi yên một chỗ không đi đâu hết nhưng hiểu được lý tứ đế thì cũng là hiểu được tất cả vũ trụ chính sự hiểu biết này giúp ta giải thoát sanh tử pháp môn niệm xứ chính là hành trình khám phá bản thân mỗi người danh sách của mỗi người là cả một thế giới tất cả đau khổ đều bắt đầu từ nhận thức sai lầm của chúng ta đối với danh sách và con đường giải thoát chính là hành trình giải thoát đúng đắn của danh sách chúng ta phải hiểu rằng bản thân danh sách là khổ đế niềm đam mê trong danh sách là tập đế do đam mê trong danh sách hiện tại ta mới tạo ra danh sách tương lai tu tập đạo đế tức khả năng nhận thức khổ đế và tập đế sẽ giúp ta chấm dứt hai đế đó. Ngay bây giờ không có tập đế, thì tương lai sẽ không có khổ đế. Hiểu được khổ đế hiện tại thì mới trừ được khổ tập tương lai và cả tập đế hiện tại. Nhờ vậy trong tương lai sẽ không có khổ đế. Để làm được điều này chỉ có pháp môn tứ niệm xứ một con đường hành trì đòi hỏi cùng lúc cả tám chi đạo. Nói vậy có nghĩa là tu tập niệm xứ chính là phát triển đạo đế để chấm dứt tập đế kết thúc khổ đế bằng cách chứng ngộ diệt đế mà niệm xứ ở đây là thọ quán niệm xứ sống chuyên tâm quan sát các thọ để thấy chúng do duyên mà có và có rồi phải bị mất chính là hành trình đạo đế vậy trí tuệ thiền quán có được từ việc tu tập niệm xứ được chia ra thành hai cấp độ cấp độ một là giai đoạn nhận thức bằng trí tuệ phàm phu mà xưa nay ta vẫn gọi là các tầng thiền tuệ qua các giai đoạn phân biệt danh sách quan sát tam tướng của danh sách để sợ rồi chán đối với danh sách ở mức độ tương đối tương đối có nghĩa là một cái thấy chưa rốt ráo và cũng chỉ có thể khiến phiền não tạm thời vắng mặt cấp độ trí tuệ thiền quán thứ hai là khả năng nhận thức bằng thánh trí của một người tối thiểu đã chứng được sơ quả chính cái biết của thánh trí mới đủ sức giúp ta thấy rõ nếp bàn là gì và đoạn trừ vĩnh viễn một phần hay toàn bộ các phiền não cái biết bằng trí tuệ phàm phu có thể lúc dày lúc khác nên tác dụng cũng chỉ ở mức hạn chế chỉ riêng cái biết của thánh nhân là tuyệt đối không thay đổi nên tác dụng của thánh trí cũng là tuyệt đối như đã nói thánh trí có nhiều cấp độ chưa đạt tới quả vị la hán thì một vị thánh hữu học vẫn còn ba điều chưa được rốt ráo đó là nhận thức về danh sách về nip bàn và khả năng đối phó phiền não nó gọn lại thì thánh hữu học còn nhiều việc phải làm nói gì là phàm phu nhiều người hiểu lầm rằng có bốn loại nếp bàn khác nhau cho bốn tầng thánh. Nhưng thật ra không phải vậy. Nếp bàn chỉ có một, nhưng cái thấy của bậc thánh thấp không được rõ ràng như tầng thánh cao. Và sự an tĩnh tâm hồn của một hành giả phàm phu chỉ là tỉnh giác chi hiệp thế, chứ không phải là niết bàn dành cho phàm phu như nhiều người vẫn tưởng. Ở phàm phu, cái gì cũng chỉ là tạm bợ và tương đối. Từ trí tuệ quán chiếu danh sách đến sự lắng yên phiền não hay một sự an bình nào đó trong tâm hồn mà nhiều người tưởng là niết bàn. Thật ra đều là những thành tựu ngắn hạn, lúc có, lúc không. Đối với một hành giả tu tập pháp môn thọ quán, thì toàn bộ danh sách được ghi nhận qua cửa ngõ cảm thọ. Chưa chứng được quả vị là hán, thì hành giả còn phải nỗ lực dài hạn trường kỳ trong công phu quan sát các thọ, dù đó là thọ thân, hay thọ tâm thọ trong tâm thiện hay bất thiện niệm và tuệ của hành giả phải đủ mạnh để thấy rằng thọ nào cũng là cảnh tam tướng không có thọ nào đáng để ta theo đuổi hay trốn chạy vui sướng đến mấy buồn khổ đến mấy tẻ nhạt đến mấy cũng đều là cảnh tam tướng thì ta không bị hỷ lạc làm cho khởi tâm tham thì cũng sẽ không bị khổ ưu làm cho khởi tâm sân Thành giả thấy thọ nào cũng do duyên tạo mà có, có rồi đều phải bị mất đi. Thọ nào cũng là vô thường, cũng đều nằm trong ba khổ, và đương nhiên là đều vô ngã. Từ nhận thức đó, các phiền não sẽ theo thời gian mà dần dần tiêu mất khi ta chứng ngộ thánh trí. Trong Kinh Đa Thọ của Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng, Niếp bàn là thứ an lạc tối thượng phải biết rằng đó chỉ là một cách mô tả để người nghe hiểu rằng không có thứ hạnh phúc nào sánh được với niềm an lạc của một bậc thánh. Người thấy rõ Niết Bàn là gì? Chính niềm vui của vị thánh mới được gọi là niềm hạnh phúc tối thượng. Như niềm vui của một người sở hữu được viên kim cương to nhất thế giới. Niềm vui đó ở người sở hữu chứ không phải ở viên kim cương. Trong khi đó, Niết Bàn nằm ngoài năm uẩn nằm ngoài mọi cảm giác, chỉ có người chứng ngộ thánh trí mới có thể hiểu được niết bàn thật sự là gì. Riêng đối với phàm phu thì chúng ta chỉ có thể hình dung đại khái rằng muốn chứng ngộ niết bàn thì tối thiểu phải lìa bỏ được thân kiến, tức dứt hẳn ý niệm tôi là, của tôi khi nhìn về các pháp. Chính ngài Udayi cũng từng hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng niết bàn nằm ngoài mọi cảm thọ thì sao gọi là an lạc tối thượng? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng, Niếp bàn là an lạc tối thượng vì nằm ngoài mọi cảm thọ. Còn nằm trong cảm thọ là còn nằm trong tam tướng, sao gọi là an lạc tối thượng được? Điều này hoàn toàn đối lập với cách nghĩ thông thường của phạm phu chúng ta. Khi chúng ta cứ luôn cho rằng hạnh phúc là cái gì đó gắn liền với cảm giác Bà Damadina có một lời giải thích rất tuyệt vời về vấn đề này như sau. Khổ và ưu cộng lại thành khổ khổ. Hỷ và lạc cộng lại thành hoại khổ. Còn xã thọ thì nằm trong hành khổ. Như vậy, một khi còn có thọ là còn có khổ. Niết bàn không phải là cái gì khiến ta khó chịu, nên không phải là khổ khổ niếp bàn không phải là cái gì đó có thể mất đi, nên không phải là hoại khổ. Và niếp bàn cũng không phải do duyên tạo, không bị lệ thuộc bất cứ điều kiện nào, nên cũng không phải là hành khổ. Nếu phải biện cưỡng tìm một ví dụ để diễn tả niếp bàn, thì ta chỉ có thể tạm thời hình dung như sau: niếp bàn là sự nghỉ ngơi đối với người mỏi mệt, hay như sự bình phục của một người vừa trải qua một cơn bệnh sự nghỉ ngơi là đối lập lại với sự mệt mỏi, sự bình phục là đối lập lại với sự bệnh hoạn. Niết bàn được gọi là an lạc, đại vì đối lập lại ba khổ. Một lẽ nữa, trong suốt một thời gian dài quan sát, danh sách, hành giả đã quen với việc nhìn đâu cũng thấy sự tan nát, kể đổ, nên khi chứng nghiệm được niết bàn là gì hành giả không còn có cái cảm giác bấp bên thiếu tin cậy như trước đây chỉ cần chứng ngộ sơ quả hành giả sẽ thấy rằng mình vừa tìm được một điểm tựa nằm ngoài tam tướng phiền não hành giả thấy rằng những gì khiến mình khó chịu là khổ đã đành mà nghĩ đến những gì khiến mình dễ chịu lại cũng là một thứ khổ khác khổ là vì nó không bền và sẵn sàng nhường chỗ cho những thứ khiến mình khó chịu đó là lý do vì sao tam tướng không rời nhau. Ở đâu có vô thường, ở đó có khổ. Cái gì còn nằm trong ba khổ thì là vô ngã. Niếp bàn dĩ nhiên là vô ngã, nhưng tuyệt đối không có vô thường và khổ. Cái gì còn bị lệ thuộc các duyên thì còn phải bị vô thường. Và không có duyên nào là không vô thường. Mà nếu duyên là vô thường thì cái nó tạo ra dĩ nhiên cũng là vô thường có một chuyện quan trọng mà tất cả người học phật và hành giả bắt buộc phải biết và phải nhớ đó là vấn đề phiền não tiềm tàng ngày nào chưa chứng được la hán thì cái thấy của ta trong danh sách chưa được rốt ráo khi cái thấy chưa được rốt ráo thì làm sao có thể diệt trừ phiền não một cách rốt ráo nếu phiền não chưa được diệt trừ rốt ráo thì sự an lạc của ta cũng không thể nào rốt ráo khoảng cách giữa pháp lạc và dục lạc luôn rất nhỏ sự ham thích trong các trần cảnh là tham ái đã đành mà nghe đến sự ham thích đối với vĩ lạc hay hỷ duyệt lúc đang tu tập lại là một hình thức tham ái khác nó tinh vi hơn và có một vỏ bọc rất chắc chắn nên nếu hành giả không đủ niệm và tuệ thì không thể nào biết được đó là tham ái nên cách tốt nhất để tránh không bị mắc bẫy là hành giả phải luôn tâm niệm rằng khổ ưu là điều kiện cho tâm sân, hỷ lạc là điều kiện cho tham ái. Tham hay sân đều là phiền não, hỷ lạc hay khổ ưu cũng đều vô thường. Chính nhờ tâm niệm này, hành giả không bị rơi vào cạm bẫy của phiền não như rất nhiều người vẫn thường bị. Thấy hỷ lạc tưởng là niết bàn mà không hề biết đó là tham ái. Thế phiền não mà không biết đó là phiền não, để rồi cho cái không phải niết bàn là nếp bàn. Cảm bẫy này giăng đầy trên con đường tu tập của mỗi chúng ta, từ thiền quán đến thiền chỉ, từ tầng thiền thấp nhất đến tầng thiền cao nhất. Như vậy, điểm cốt lõi của pháp môn thọ quán niệm xứ là luôn cảnh giác với từng cảm thọ. Thế khổ ưu thì biết là khổ ưu, cái gì là vô thường thì biết rõ đó là vô thường. Thọ trong phiền não thì biết rõ là thuộc phiền não. Đối với hỷ là cũng vậy. Cứ thế cho đến khi nào chứng quả là hắn thì mới thôi. Tôi nhắc lại, phiền não tiềm tàng là khả năng bộc phát của các tâm bất thiện. Lúc bình thường ta khó mà ngờ được rằng lòng đam mê, sự nóng giận của mình hay tà kiến của mình lại có thể tệ hại đến vậy với một người không có tu tập tuệ quán thì thân tâm trong hoàn cảnh nào cũng đều là môi trường cho các thứ phiền não tiềm tàng trỗi dậy. Ba thọ là một diện mạo khác của danh sách. Khi ta loại trừ được ái, sân và phô minh đối với ba thọ thì các phiền não còn lại cũng tự dưng được giải quyết. Nhận thức về ba thọ trong tuệ quán. Trước hết, ta nói về lạc thọ hay hỷ thọ. Với một người không học giáo lý, không hành trì niệm xứ, thì khi nghe đến khổ thọ, họ nghĩ ngay đến cái gì khiến mình khó chịu. Và lạc thọ trong cách nghĩ của họ cũng chỉ là cái gì khiến họ dễ chịu. Trong tinh thần niệm xứ thì vấn đề có khác. Khổ thọ là thứ cảm xúc có mặt để chờ đợi lạc thọ và xã thọ lạc thọ và xã thọ có mặt để chờ đợi sự xuất hiện của khổ thọ ba hay năm thọ có mặt để dọn đường cho nhau để chờ đợi nhau sau thọ này sẽ là thọ kia tình trạng này không thể đổi khác thọ nào cũng chỉ có mặt trong khoảnh khắc rồi biến mất để nhường chỗ cho một cảm thọ khác chỉ có hành giả mới thấy rõ và thấm thía điều này khổ thọ thì khiến mình khó chịu ngay lập tức. Lạc thọ thì khiến mình khó chịu ngay khi nó biến mất. Đó là lý do Phật dạy, hỷ lạc là hoại khổ. Cái làm cho người ta khó chịu bằng cách biến mất. Thêm vì khổ thọ là thứ cảm giác khiến người ta khó chịu ngay khi nó có mặt. Cũng vì lẽ này, Phật mới dạy rằng, lạc thọ là vô thường, khổ thọ là mũi tên nhọn khổ thọ trực tiếp khiến ta thấy đau khổ lạc thọ khiến ta gián tiếp thấy đau khổ khi lạc thọ được nhận thức đúng như những gì vừa nói thì sẽ không là điều kiện cho ái tiềm tàng bộc phát và khi khổ thọ được quan sát theo cách vừa nói thì cũng sẽ không là điều kiện cho sân tiềm tàng bộc phát trong kinh có câu này mà hành giả bắt buộc phải nhớ phải thấy lạc là khổ phải thấy khổ là mũi tên và phải thấy xã là phu thường cảm thọ nào cũng do duyên tạo các duyên đó là phu thường và các thọ được chúng tạo ra cũng vô thường phàm hay thánh đều có đủ ba thọ tam quả trở lên thì chỉ còn khổ thọ mà không còn ưu thọ nhưng điểm khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân chính là thái độ tâm lý đối với các cảm thọ diễn ra trong thân tâm mình phàm phu khổ hai lần trước khổ thọ khổ khi khổ có mặt và khổ khi chịu đựng nó bằng tâm sân trước lạc thọ cũng vậy phàm phu có hai lần phiền não phiền não ngay khi chúng có mặt và khi nhìn lại lạc thọ vừa biến mất như vậy ở phàm phu khi đối diện với các thọ thì khổ chồng khổ phiền não chồng phiền não ở bậc thánh nhân thì ngược lại. Thọ nào có mặt cũng được quan sát bằng niệm và tuệ qua ánh sáng của tam tướng. Hỷ lạc không là điều kiện cho tham, khổ ưu không là điều kiện cho sân. Các ngài thấy kịp cái tốc độ vô thường của chúng. Cảnh diệt thì trí biết qua cảnh khác, không nắm níu cảnh cũ như phàm phu. Cảnh diệt mà tham sân vẫn còn tiếp diễn ngay sau đó. Đó chính là điểm khác nhau giữa phàm và thánh trước các thọ. Nói theo A Tỳ Đàm thì ưu thọ ở phàm phu thường là điều kiện cho khổ thọ, và ngược lại, để từ đó tâm sân có mặt. Ở phàm phu, lạc thọ thường là điều kiện cho hỷ thọ và ngược lại, để tâm tham có mặt. Khi ta còn bị các thọ tác động cho nổi lên tham giận thì các phiền não khác hoàn toàn có cơ hội để xuất hiện chúng là hôn trầm, ngã mạn, trạo khối thậm chí là tà kiến. Chưa nói đến quả vị thánh nhân, ta hãy tưởng tượng một phàm phu không có tham trong hỷ lạc, không có sân trong khổ ưu thì an lạc biết đến chừng nào. Thân tâm ta không bao giờ vắng mặt các thọ, nên nếu ta tự tại được trong các thọ, thì ta sẽ hiểu được đời sống nội tâm của một bậc thánh ra sao. Vì như đã nói, đời sống của chúng sanh luôn gói tròn trong ba thọ thiếu hiểu biết trong ba thọ thì ta không thể nào đi suốt được hành trình giải thoát mà đức phật đã dạy nhận diện các thọ thấy rõ tập khởi của các thọ thấy được sự vô thường của các thọ thấy được sự ngọt ngào mong manh của các thọ rồi sanh tâm nhàm chán và lìa bỏ phàm phu luôn có đủ bảy phiền não tiềm tàng và các thọ chính là môi trường xuất hiện của các phiền não tiềm tàng nếu ta thiếu niệm và tuệ dù chỉ trong một phút các vị la hán chỉ có khổ thân mà không có khổ tâm tức có đau đớn mà không có sân giận thân tâm các ngài có hỷ lạc nhưng các ngài không có tham ái vì các ngài thê rõ hỷ lạc là khổ khổ là mũi tên và xã là vô thường với một cái thấy rốt ráo không nghi hoặc trong kinh kể rằng có một vị tỳ kheo tên tisa trước khi xuất gia là một triệu phú rất giàu có khi quyết chí xuất gia vị này bỏ hết gia tài lại cho đứa em trai rồi vào rừng sống hạnh ẩn lâm cô em dâu sợ ngài đổi ý hoàn tục về lấy lại tài sản nên đã thuê một đám cướp vào tận rừng để giết ngài biết không thể thoát thân ngài năn nỉ đám cướp cho ngài được sống thêm một đêm nữa để thiền định bọn cướp do dự vì sợ ngài bỏ trốn trong đêm. Thay thế, ngài tự mình lấy một hòn đá đập nát hai ống chân, rồi cứ vậy mà chịu đau để tu tập tuệ quán suốt một đêm dài, chứng được quả vị là hán trước khi qua đời. Ta nên nhớ rằng suốt đêm đó trưởng lão không hề có một viên thuốc chống đau nào hết. Ngài Tisa đã không để cho khổ thọ làm xuất hiện tâm sân và cũng không có ý trong đợi sự hết đau, đó là một hình thức của tâm tham. Ngài chỉ quan sát những cảm thọ nào đang diễn ra trong tâm mình lúc đó. Khổ thọ biết là khổ thọ, phỉ lạc biết là phỉ lạc. Cảm thọ phỉ lạc này có mặt ngay trước khi ngài chứng đạo, bởi nói theo A Tỳ Đàm, tâm phải có phỉ lạc thì định mới đủ mạnh để chứng thánh. Ngài Tỳ Sa biết rõ từng thứ cảm thọ sanh và diệt, bằng niệm và tuệ, không để cho sân và tham xuất hiện. Ta còn có một câu chuyện khác nữa. Một nhóm tỳ kheo 30 vị cùng tu thiền trong một khu rừng. Và đêm kia, có một vị bị cọp tha. Nghe tiếng kêu cứng của vị này, các huynh đệ đã đuổi theo con cọp để cứu người nhưng không kịp. Con cọp đã nhảy lên một mỏm đá cao và bắt đầu ăn thịt vị tỳ kheo các tỳ kheo bất lực nhìn người anh em của mình sắp chết và chỉ có thể nhắc nhở một câu ngắn gọn. Lúc này quân đệ không thể cứu được ngài, ngài phải tự cứu. Đây là lúc để ngài thấy mình là một tỳ kheo đích thực. Vị tỳ kheo lâm nạn ngay lúc đó đã lập tức lìa bỏ ý niệm ngã chấp, không thấy mình đang đau hay cơ thể của mình đang bị đau, mà chỉ là khổ thọ đang có mặt. Thọ ưu đang có mặt và đang vô thường. Kinh nói, khi con cọp nhai mắt cá chân của vị này, vị tỳ kheo chứng sơ quả. Cọp ăn đến đầu gối, vị này chứng quả nhất lai. Cọp nhai đến bắp vế, vị này chứng quả bất lai. Và khi nó cắn vào tim, vị này lập tức chứng quả la hán rồi viên tịch. Đúng là một vị anh hùng. Có nghe hay đọc về những câu chuyện đại loại như vậy ta mới có dịp thấy rằng đúng là có một sự khác biệt rất lớn giữa một người có tu tập và một người không có tu tập. Ở người không có tu tập thì cảm thọ nào cũng là cái cớ để phiền não xuất hiện. Hoặc tham trước sân sau hay sân trước tham sau. Chịu không nổi cơn đau thì là tâm sân. Muốn được hết đau thì là tâm tham. Đối với người có tu tập thì lại khác không có ý chạy trốn khổ thọ cũng không có ý kiếm tìm lạc thọ họ chỉ đơn giản nhìn thẳng vào các thọ đang sinh ra và mất đi không có can thiệp tham dự vào chúng và đặc biệt nhất là đối với họ các thọ chỉ là các thọ không có ai đang cảm thọ và các thọ ấy chẳng là của ai như vậy họ cùng lúc thấy được tam tướng trong các thọ thánh nhân còn hơn vậy rất nhiều không còn chuyện gì phải làm nữa nhưng các ngài luôn sống với đầy đủ các phẩm tính của một hành giả trước mọi cảm thọ luôn lấy niệm và tuệ để ghi nhận từng cảm thọ đi qua lòng mình một hành giả trên đường giải thoát thì còn có lý do để tinh tấn riêng vị la hán thì kiểu sống chánh niệm và trí tuệ đã trở thành nội dung của chính con người các ngài ở những con người như vậy thọ nào cũng là cảnh và sự sống chết chỉ khác nhau ở tên gọi. Không có sự khác biệt nào để tâm tư các ngài bị đổi khác như ở phàm phu.